Hello, xin chào mọi người. Đây chính là một server Discord của Sinh Tố Team dành cho ai là fan của Sinh Tố Team. Nơi này các bạn có thể giao lưu với bọn mình nè, hoặc là những bạn fan khác. Không những thế, Discord này còn có những trò mini game khác để cho các bạn chơi cho đỡ chán nữa. Ví dụ như là Naruto đó, hoặc là các bạn chơi bắt Pokemon. Và một trò được nhiều người trong cái Discord này thích nhất đó chính là trò ma sói. Nếu các bạn fan của Sinh Tố Team và muốn tham gia giao lưu với bọn mình thì đừng quên vào phần link ở bên dưới nhé. Trường gì mà không có một chút xíu đồ ăn luôn mẹ ơi. Ôi đói bụng quá à. Trời ơi, mình đói bụng quá trời. Ủa alo nha, alo xin chào bạn nha. Trước khi vào video nhớ like, share, sẽ đăng ký cho nó mình. Nhớ ủng hộ cho mình nha, mình nhớ qua đăng ký ủng hộ tất cả người trong em tối nữa. Và đăng ký thêm kênh nữa, biệt đội sẽ tối xem live stream và tất cả người trong em tối live stream nha. Ok, và nhớ tham gia luôn vào group Facebook like sẽ tốt, và tham gia luôn vào cả fanpage của mình nữa nha. Đói bụng quá, không có cái gì ăn hết. Trời, rần gì mà đồ ăn giống có. Ê, còn gấu gấu. Ê, gấu đồ ăn. Ê, nó cắn mày không vậy? Đà điểm nữa. Đồ ăn đâu, cắn không được mà mày trời. Con rắn kia ghê vậy trời, và chẳng có chỗ nào cho mình. Tùm. Ý, hình như có. Ý, có hai người đang trâu cá chỗ đó hả ta? Ý, không biết họ có đồ ăn không nữa. Để mình qua đây mình lục thử coi coi. Mất dạy. Lén. Ý, một con cá nè. Hai con. Đầu sáng giờ mất con nào vậy trời. Ôi, bốn con cá luôn. Rồi, đi trốn. Sao á? Vậy chết rồi. Nịp. Ôi, đi. Ôi, trộm hết cá rồi, đứng lại. Con chó này mày đứng lại. Mày đứng lại. Không, cho em đi, cho em vài con ơi, đói bụng quá à. Mày đi ra để em đánh cho. Ê, đánh vậy, ai cho em vài con cá ăn. Em là người được nha. Em là người sói, em đói bụng, cho em mấy con cá ăn đi. Ê, đàn anh định làm gì? Cắn bây giờ, muốn gì? Cắn không? Bụng hả? Ủa nhưng mà sói nói luôn vợ hay vợ. Vì em là người sói mà xem không biết nói. Người sói luôn hả? Đúng rồi. Ê mày ơi, nó dễ thương quá. Có nên đem về nuôi làm cái gì giữ nhà cũng được. Dạ. Mắc gì không? Cắn đâu. Chị coi chị nuôi được đó, chị nuôi đi nghe. Ờ đâu à. Hay là bây giờ em đi về nhà chị nha. Điệu quá. Dạ, đi. Dạ. Lên. Lên đâu ạ? Tại đây. Đi về. Ủa, làng của chị đây hả? Đây, đúng rồi. Đây chính là làng của chị. Welcome to my house. Wow. Ôi trời. Nhà chị màu tím lè luôn vậy. Xấu rồi nè. Bây giờ em lấy của chị bốn con cá đúng không? Giờ đây chị làm đồ nướng cho ăn. Ủa, đồ nướng là bệnh á. Dạ sao, đồ nướng là gì vậy? Có nè. Đồ nướng là gì vậy các bạn? Mình còn không biết đồ nướng đó. Lớn rồi. Bốc phép ít thôi. Nè. Đó. Wow. Cá nè. Mấy con ăn được không đấy? Đúng rồi. Ngon quá vậy. Ngon hơn mấy cái đợt mà mình ăn đồ sống nữa. Nhâm. Có một bé mèo nè, thấy không? Đó. Con mèo. Ít mèo này ăn được không vậy? Cái gì vậy? Con mèo này để nuôi chứ không ăn. Trời ạ, mèo không để ăn á. Thì nhớ mấy con mèo là ăn được mà ta. Con mèo này. Em ăn con mèo này là chị ăn em luôn á. Ủa, cái gì vậy chị ghê à? À, chị mà dám. Em mà dám đụng mấy con mèo của chị hả? Hả? Không, em không đụng. Trời, chị giữ quà, em không đụng nữa đâu. Bây giờ nha, là em ở nhà canh nhà nha. Chị đi đây mua một xíu đồ, ok? À, ok, đi. Canh nhà giùm chị nha. Em biết rồi. Nãy chị về chứ không cho anh đâu. Ủa, giả đi chơi đâu. À, chị đó đi rồi thôi. À, nhà canh nhà đóng cửa lại. Để còn đồ ăn không ta? Đủ rồi. Ủa ôi, quá trời cá luôn. Còn gì ta, tí có miếng thịt nè. Nè ăn được không ta? Ngon quá à. Ngon quá. Ủa, ai bánh chuông vậy? Chị Nabi ơi, có nhà không? Ủa, tên nào vậy? Tên nào nghe quen quen vậy? Không. Ê, có rồi. Ê, tên kia. Cái tên đánh mày nè. Cắn mày nè. Cái con chó này. Thì ra mày chọn cái chết. Dạ, đau
giờ để coi rồi. À đúng rồi, nhà chị Nabi có tiền, đúng rồi, có đồ ăn có tiền. Ê, ông có ăn chạm đồ nhà chị Nabi nha. Ông cầm cái ngay là tưởng nó xiên cái mỏ mày bây giờ. Ê, ê, ông, đau, đau, đau trời. Ôi, trời ơi, nhà chị Nabi công nhận. Cắn, 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 lấy hết cắn, luôn. Ôi, để coi bà có giấu tiền với mấy cái gồng vàng nữa không ta. Ê, ông không phá. Ông không phá. Không thấy tiền rồi, trời ơi. Hay lẽ dưới sofa có không ta. Ê, trong có phá mà. Ủa không có nữa hả? Chị Nabi giấu. Ôi, cái tao mày cắn, mày cắn không? Mày cắn, mày cắn, mày cắn lại mày đi. Tao mần thịt luôn, tao cho mày vô quán cày luôn nè, cày mấy món luôn nè mày. Cày, ê, đau à, đau, 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 đau à. Mày đứng lại, mày đứng lại. Mày đứng lại ơi. Chạy, bạn ơi, chạy từ từ cái sách. Ôi, à, tên Kim. Ôi, nó nhảy ở ngoài đó kìa bạn ơi. Hình như em bỏ về rồi. Ôi, chết rồi, đang lấy đồ. Chị Nabi về rồi, giờ sao, giờ sao đây, giờ sao đây, giờ sao đây. Trời ơi. Ủa, chết rồi. Ê. Ủa sao đồ của nhà chị đâu mất tiêu hết rồi. Là tên kia qua lấy rồi. Tên nào? Cái tên nãy đi câu chung với chị á. Nó qua đây nó cầm mấy cây đánh em liên tục luôn, em đau em chạy trốn rồi. Em cắn hoài đâu kìa. Nó lấy hết đồ của chị. Nó qua, nói gì á, nói lại qua kia có kim cương không, có tiền gì không á. Mang cái tivi đi mất tiêu rồi. Tôi muốn tu mà tôi không tu được. Bây giờ em vô nhà nghỉ ngơi đi, vô phòng nghỉ ngơi đi em. Vô đi em. Ủa chị định làm gì vậy ta? Dạ. Đó, chị làm gì đây? Thôi mình đi ngủ đi. Có cái giường EBM nè. Đi ngủ luôn. Ôi, trời sáng hả? Ôi, mệt mỏi quá. Bữa giờ chị Nabi đi đâu mà không thấy về luôn à. Đi mất tiêu luôn. Nào mình ở đây canh. Bữa giờ chị mấy đồ đạc cái gì ạ? Dạ. Về chạy. Em. Dạ. Em đó. Em đứng đó. Em đứng đó. Em đứng đó chị. Đứng đó. Ê, chị trời vô người em vậy? Ê, cái gì? Là thuốc sức mạnh và thuốc lớn nhanh nữa. Trời ơi. Chị chọn cái thuốc nó vô người em khó chịu quá vậy trời. Ơi, sao chóng mặt quá vậy? Ôi. Ồ, cái gì vậy? Ồ. Em lớn rồi. Bùm. Ôi, xệ. Ôi, ủa chị cho em chi thuốc sức mạnh gì hả? Ủa mình có vài chiêu nè. Em cho em lớn nhanh với cả em có sức mạnh, bây giờ đi qua đây chị. Ủa rồi, đi đâu vậy? Đây. Này. Khoai. Dạ. Khoai gì? Wow. Dạ. Kẹo đầu người ta trời. Đi thẳng đâu? Chị cho em biết là phải đi đâu chứ. Đi qua nhà cái thằng xanh lá. Qua cái nhà màu xanh lá làm gì? Em hành xác cho chị, nó dám hành qua nhà chị à. Hả? Bữa dám qua phá, để mình cho coi. Ồ, vậy à chị? Lên đó. Ủa ôi, chết rồi. Nó chảy banh chành nữa bạn ơi trời. Ôi, này em không có gì chiêu, tại em mới lên có xíu à. Ủa, tên chi đâu rồi? Ý. Ồ, làm trò gì ở đây? Ủa, cái nhà có mùi khét. Ủa, cái gì vậy? Ý, con gì, con gì vậy? À, tên này. Đúng không? Đúng không? Vậy, con quái vô, con quái vô. Đúng kìa. Ôi, đâu rồi? Ý, tên chi kìa. Hắn chạy kìa. Chạy đâu á, chạy đâu á? Chạy theo. Chạy tên kìa. Quái thú, người đó là quái thú, thẹn người dân. Nãy người dám chọc ta điên à. Người chọc cho ta điên à. Cái tên kia. Ê, chị bị điên à. Không sao. Chúa phù hộ em nha. Khoan, dừng lại, ta cho ngăn thịt nha. Trời ơi, mà mày dám hả? Ăn thịt đi. Không, ta không cần cái này nữa. Đốt luôn. Nhớ ta không hả? Ta. À, thì ra là cái thằng chó đó hả? Người đó ai? Người ơi, chị dám đánh em hả chị Nabi? Người này ngậm cái đỏ nè. Cháy chết cháy nè. Rồi, mất tiêu luôn rồi. Đây nha, cái lên vậy là được rồi. Đây. Có gì là được rồi. Thay đồ nha lên. Đây. Sẽ phải hỏi hoàng. Dạ, ai nói vậy? Em vô thay đồ phải không? Ok. Đúng. Ủa ôi. Không. Được không? Được rồi, chị sẽ phải hối hận. Ủa, tên ở đâu vậy? Ủa, cũng được rồi đó. Ủa, sao em nghe tên chị nó làm gì vậy? Ồ mà ở ngoài vậy? Phải hối hận. Dạ, ê! Ủa cái đó là cái gì vậy chạy? Ê! Nó đặt bom! Nó đặt tiền tay! Đó!
nè. Ê, đúng rồi. Chết nè, chết đi. Bye bye. A few minutes later. Mất tiêu cái nhà chị luôn rồi. Ồ, không còn một vết gì luôn. Ồ. Chị kìa. Thôi, tên này. Chắc do chạy chị kêu kêu em phá nhà hắn 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 hoài hoài hắn trả thù rồi. Rồi. Anh thôi nín đi nín đi nín đi nín đi trả thù với chị. Chết, nhưng mà sức mạnh em có xíu à, em đâu có mạnh hơn nữa đâu. Chị có đứng em đó, chị có buổi tối. Đứng em đó. Ê ê ê em nói cái gì, chị có buổi tối thôi hả? Chị có buổi tối là mạnh nhất à. Em đi vô đây. Đi đâu vậy? Dạ đi đâu vậy? Ủa chỗ này có gì đâu chị? Ủa sao chị lọt xuống dưới được đây? Ơi ui ê nước vô đây. Đó, cho bác em vô đây làm gì? Đó. Bước vô đi. Chỗ này chỗ nào vậy ta? Ê ê ê gì vậy? Ê chị chẹo đầu em. Ê chị chọi em gì vậy? Thuốc gì mà chóng mặt quá vậy? Cho bơ ngộ. Gì vậy? Ơi ê sao kẹt xuống dưới vậy? Rồi, thấy cái được rồi. Ok. Dạ. Trời ơi, cái quân què gì đây? Ồ, mình quá thành người sói thịt thụ rồi nè. Trời tối luôn rồi, em ơi. Ồ, nhảy lên được chạy. Ủa, chỗ này lên sao vậy chạy? Ngu rút. Trời ơi, nhảy lên thôi, nhảy lên được mà. Lên này. Rồi, ồ, sao mình to vậy? Đi ra đây. À, phá cái này ra được. Rồi. Đứng em đó. Vậy chị làm gì? Ê. Dạ. Ok. Đây. Chị muốn là em phải cây mạnh hơn. Ồ, ôi. Amazing. Good job em. Chị muốn vào. Ok luôn. Bum 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 bum. Ôi, tên kia còn sống kìa. Cái gì vậy trời? Lấy cái này chị chọi nó. À, đi ra tới đây đi rồi. Bùm 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 bùm. Ôi. Tên kia có đứng lại. Ồ, chạy được bao xa? Bùm bùm bùm. Bùm bùm bùm. Ở giữa. Chị chọi nó, chị sẽ chọi nó. Chị chọi, cứu tôi với. Bao vây lại, chặn đường, không cho chạy. Ôi. Dạ. Rồi. Ai ai bị chị, em đang chặn đường rồi. Ôi ôi, giờ thành cái loại nước bên trong rồi kìa chị. Ôi, cứu tôi rồi. Rồi, mơ hả? Cho thêm nè. Bum 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 bum. Ôi ôi. Ôi ôi. Tên chị đâu rồi? Mất banh xác luôn rồi. Ôi ôi. Rồi, chị chạy đi kìa chị. Đi em đi kiếm tên đó mới được. A few moments later. Em thấy tên đó rồi. Giữa hồ kìa. Ôi. Ồ, chị sao mày nhảy lên đây được? Tại sao mày nhảy lên đây được? Đây nè. Ủa, hello. Ôi, không nhảy được à? Thì mình sẽ cho anh nổ nha. Ủa, cái gì vậy? Ồ. Rớt xuống rồi kìa. Ồ, rớt được xuống nước à. Dưới nước kìa. Chơi vậy. Lại dùng cái chiêu này à. Bum. Ôi, xả chá. Chắc mình sẽ. Qua đây nè. Bum. Bao bọc lại mà. Bum. Tiêu diệt kẻ xấu, Ôi. Đâu rồi? Mất tiêu rồi. Ăn mất tiêu rồi. Mất tiêu rồi. Bốc hình. Mất tiêu rồi. Chắc thành thịt nướng rồi. Trời. Chắc dẻo quá à chị ơi. Rồi thịt nướng. Ê, tên chi đúng không? Ủa nhầm, con chim. Tôi đúng là chúa hề. Trời. Ồ, tên chi trốn mất tiêu rồi. Chị ta. Trốn rồi. Rồi. Thôi chắc em đi về đi nha, bye chị nha. Ok, có gì quay lại chơi nha. Ok, vậy em đi về nhà với ba mẹ đây. Trời ơi, buổi tối hôm nay mặt trăng lên, mình đã quá thành người sói thật sự rồi. Ồ, mặt trăng quá tròn luôn.
Ôi, mình nhìn mình ghê chứ. Thôi được rồi, thôi video tới em tới già. Cảm ơn bạn theo dõi video mình nay. Nếu như mình nào thích video này, nhớ like, share, sẻ, đăng ký cho đâu mình. Nhớ ủng hộ mình nha, và nhớ qua đăng ký ủng hộ tất cả người em tối nha. Để cho mình có thêm động lực để làm qua nhiều video mới nữa. Ok, thì máy bay đây. Giờ mình sẽ về nhà với ba mẹ đây, máy bay. Những bạn nào thích mình đăng những nội dung trên Facebook, hãy nhớ tham gia vào link fanpage của mình nhé. Mình để dưới phần mô tả đó, và bạn hãy vào click vào cái lượt thích này để theo dõi những video mới của mình nhé.